For example, he had bought new clothes. He is subject. Và nhưng mà tam tụm rồng he is subject. Hay para had verb 3 nè. Had plus verb 3 nè. Had verb 3. Verb 3 bao nhiêu? Bought. Bought này mà bị bị buy. Buy bought bought. New clothes. Nè, chỉ object. Chừng he had bought new clothes. Nè, quát bán tính. Xem liệu bằng bẻ thăm mày. Nè, quát bán tính xem liệu bẻ thăm mày. Ủa thì ho mùi tiết. We had spent all the money. Mà, sắp chích dương bên này dùng bà we. Hay had verb 3. Nè, nè mơ tùm lục tam nắng. Had verb 3. Had verb 3 bao nhiêu spent. Mà bị spend. Spend, spend. Mà all the money. Chúng mình này thà dương bán chấm nai prạc tiếng ọc. Được gọi chấm nai lôi tiếng ọc. We had spent all money. All the money. They had finished the test. They had finished the test. Subject bao dương bên này cứ they. Mà had verb 3 bao dương finished. Finished the regular verb. Dương thở bằng time ed. Né? Bán chữ verb 3. The test. Chẳng được biết nên bằng time ed dương bán sắc xa ai bờ nè, toàn bán sắc xa tết à cho mơ video nè kênh channel là bạn nè chứ mình này thập bộ kế bán bằng chọc ca thuật test nè và tặng ảnh cứ chia ưu thị hóa của example này positive sentence này bây giờ drop hay sắc xa mơ tờ chọn trăm tùm rung nâng nè biết sắc khắn ở dương châu mùi tiết cứ tùm rung negative và tùm rung negative cứ dùng pra subject plus had plus not plus past participle verb 3 nâng plus object nhưng chương vị thi để nghi số chấm nhưng còn là chấm thay nhưng mình thêm not cái loại head mất bạn từ chia negative này mà for example ưu thị hó he had not bought new clothes và mấy nhưng thay admin not đừng nghĩ nhưng thay cốt bán tình xâm niệm vẽ thầm mấy bây giờ time not mới tiết mình là cốt mình bán tính xâm niệm vẽ thầm mấy nhé mình nên chẳng cốt mình bán tính xâm niệm vẽ thầm mấy bán tính xài we had not spent all the money mới như thà sọp nó we had spent all the money ở mình not này tên đấy ta lấy như một time not mới tiết mình là cốt mình là dường đấy we dường dường mình bán chùm nái lối rồi có prạc tiền ở tên đấy mà they had not finished the test. Mà chẳng phụ kế mình bán bằng chóp ca thơ tẻ tì. Mà thèm tì thì mà bán mẹ tì tì đó chóp ca thơ tẻ tì. Nhưng mà to tiết nếu dương chùm nắm chẳng nơi tùm rung sẽ xe bánh had not và dương xe cắt tùm rung short short form thì ai xe bán hadn't hadn't xe chèm bán đấy. Tổng ổn năng dương ai sẽ cắt bạn. He hadn't bought new clothes. We hadn't spent all the money. They hadn't finished the test. Nè, à, dự tâm đồng nghiêm xây chùm nụ bạn nè. Question, bây giờ xâm nụ. Mà dương pra had môn hai subject plus chùm môn đường past participle. Được dương dây thao verb 3 plus object hai question mark. Và question cứ mean question mark. For example, had này tụi mình dùng bao had từ bông kế, từ sẽ số thông mùi nè, h số thông. Had he bought new clothes? Mà chẳng phải dùng số nút, dùng số là ta rồi. Ta cột, mà ta cột bàn tình xâm lược vẽ thầm mấy rứ. Mà là xâm nụ mùi đấy, lịch xâm nụ tình mùi nè, thay xâm nụ. Had we spent all the money? Mà dân xâm nụ. Ta dân bán chấm nái lùi rồi có bạc tiền ở rứ. Had they finished
the test. Ta bộ kê ban bình chọc ca thua tế rứ. Nhi kì chìa tùm lông này bì dục xong ngủ. Đó bây dân xa lái này bờ dân xa lái xa thay. Yeah, he had. No, he hadn't mà. Xa lái chẳng nát. Yes, he had. No, he hadn't. Mà, đi đạt chè. Yes. Nhiều subject hai. Had. Had. Bây giờ chúng ta chia negative. Dùng pra no. Tại tụm rung cả là anh chúng ta cứ dùng vô cặp. No, he hadn't. No, he had hadn't mấy nhúc. Đừng lại negative dùng pra no. He hadn't chẳng. Trước khi chọc question này, dân chỗ tỏ tiếp. Past perfect, dân miên time expression mới. Cứ một chùm nguồn đá, miên đôi chìa bị after. Bị after, bằng tỏ bí. Bị already, và rồi rõ, rồi hỏi. Up to then, và rồi hốt đò về nút. Before that day, và môn ngày nút. Nhi cứ chia time expression đại dương chùm nam chùm nguồn present up chùm nguồn past perfect này. Và chùm tục after chờn pra chương kỳ này mà. Nhưng mà ní chia tùm rung đại dương ai chùm nam bán. Và cả nam miên after này hóa dương miên past perfect này bắt đầu về này. Hóa chùm nguồn past simple bì nâng chân nịp sạp chọc nịp pra chùm nguồn kỳ này. Rồi có tầng ổn ní. Phía chân kỳ xe mà càng cao gì dân tầng này tôi gọi nó xem bằng cao mình biết là ní ai sẽ after hết phải phải môn của bạn tôi có phát sinh phố khói ai sẽ phát sinh phố môn hay ai sẽ phát sinh phố môn hay sẽ after hết phải phải sinh phố lên cao của bạn này chẳng bì những cái ai sẽ một cao của bạn còn tay dân thật cho nam tha cana miên after hết tầng miên phát phải phải nơi cao như này cana yên miên bì chọc này xua cho nam này mà ưu tiêu hoa mùi này. After they had breakfast, after they had breakfast, they went to the zoo. Yeah. Tapi kalau pipu ke bannya mahape perkuruj, pipu ke ban ter sunsa. Yeah. Riko yang se ni mau mukwing, se ni terkawal wing. After they had breakfast, tak kawal wing je. Yeah. Ma, ceng yang cenam ceng. Part perfect kêu pra bắt đầu bị after nè. Trên này không video này dùng miền tập bản năng hay chui subscribe channel phong là mời tụi bạn mê điện còn to tiết tham tiết hay share video này hay miền sầm núi ai comment nè share video tạo một hẹn dùng bạn sẵn sàng phong bộ miền sầm núi tham ai comment nè còn video. Ok goodbye.